lấy rồi con, xe bọc cái kìa. Bà nhà, cứu mình đi. Em cho em cục này con. Ok, rồi, mỗi đứa một góc, bỏ qua nè. Mỗi đứa một góc. This is my góc. Ok, rồi, đừng ngồi đây, thế thì con theo. Đúng anh chịu nhiều. Đây cho bỏ cái này, bà bật đi. Ok, Leo con ngồi đây phải không? Leo ngồi đây phải không? Ok, nên thì ngồi xuống, trên ngồi xuống hả? Thế đi đâu? Thế đi qua đây ngồi phải không? Qua đây ngồi để em bỏ qua. Qua đây ngồi. Ok. Rồi, lấy quà cho. Rồi, lấy quà nó đây. Để chú Hà lấy chiếc à. Action! Mở đi. Mở. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Wow, chế định. Cái gì đó? Wow, Peppa Pig. Còn gì mà? Tôi mở đi. Gì đó, còn cái đó gì đó coi? Peppa Pig Family. Wow. Con đang mở ra. Trời ơi, trời lại another Elsa. Lại thêm một con Peppa Pig nữa. Đẹp quá, đưa lên, giơ lên. Giơ lên, chụp lên. Đẹp quá ta. Giơ lên, chụp lên. Đúng rồi, còn hai chỗ. Sana, giơ lên, chụp lên. Wow, hơi giơ lên. Wow, hơi giơ lên. Trời ơi, hơi giơ lên. Wow, đi bốc lên. Henry mở. Leo, Leo, học văn. Henry, học văn. Henry mở cái này nữa nè. Mở cái này nữa nè. Đưa quay lại cho ba chụp này. Đưa ôm lên. Ôm lên chụp này. Quay đây chụp này. Vô đừng biết nhầm. Vô đừng biết nhầm. Bà kèo xuống con. Bỏ đây. Đuôi gì vậy? Cái này là mình mốt gì vậy? Khác nè thôi. Ừ, cái này con gái. No, con trai. Thế thành có gì vậy? Thế thành có gì vậy? Game gì? Game gì? Đúng rồi. Lui mở. Lui mở đi. Mở đây đi con. Hayley, Hayley mở chưa? Hayley mua chưa mở xong nữa kìa. Hayley từ từ, phải đón. Rồi, hồi sáng nay về mở về nhà mình mở ra chơi. Luôn có đôi giày nữa ta. Rồi, Luôn có đôi giày mới hả? Mới nay kìa. Mở đi, con làm mở. Mở. Mặc cái này.
chưa? Ok. Nó có thì nó tóc luôn. Nó quên tóc. Thấy. Mở ra luôn hả? Để chơi luôn hả? Mở ra đầm cái đầm khoái. Ồ, nó thích cái đầm đó hả? Đầm cái đầm vô cái bè vậy đó, liquid. Ủa, sao cái này? Ồ, cái đầm đó nó mặc được luôn. Để từ từ ba mở ra. Wow. Well, that girl there looks pretty big. Yeah. So, I went after the picture of the girl. But did it say how old? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, cái người đầu tiên là thể là at the end can steal any right? Yeah. Unless it's not locked. Okay. Not locked. The number one can steal any right. Yeah. If anything that's not locked. Yep. So we just wait for her and then we'll be done. Ai lucky number one rồi. Vậy hả? Only one present? Today? Like yesterday? Yes. Did everybody give like give money? Yeah. Okay. Yeah. Mở có một cái present nè. No present, tại vì nhiều khi present mà nó trùng với lại nhà có nhiều đồ chơi quá rồi. Yeah.
Just open. Giơ lên chụp hình. Thấy chưa? Tới nhà ai có quạt? Ở đây. Nói. Mẹ nó ngồi lên cái quạt. Hay quá ta. Đây quá à tự đi. Hay là đi mở con, hay đi mở, đi mở quạt hay đi. Okay, red one. Oh, dear, what's the surprise?
đây, bỏ vô. Put on, put on. Oh wait, it's not hard, no, it's not done. Number five. Anyone want to steal? Mẹ tao nó cầm đó. Nó là được phải. Phải 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 phải. Phải đó. À. Này ạ, nó phải đây mà hả ạ? Okay, okay. 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 Okay, oh, the heater? The heater? Okay, we got, okay, we're taking the heater. There we go. You guys are surprised already. You guys are surprised. That's already stolen one. If you want, you can take back that. Don't worry, I'll get you this. I don't want to cheer. Okay, I'll die. Okay! Wait, hold on. Go outside. Wait. You got my joke? Right. Okay. Run, buddy. Rồi, number 6, 3 nè. Ba bảo vệ. Rồi, mấy đứa lấy trong nồi nha. Rồi tới đứa nào lấy cho bà nội nè. Don't open, hey, no. What are you doing? Oh, okay, yeah.
Multi-function, pressure cooker, and I have one at home. Double cook? And then yeah. Oh,
Đây chứ, lấy tình mở kìa. Tình mở kìa. Mở đây, mở đây. Tình mở đây. Hold on, hold on. Rồi được rồi. Gì đây? Wow. 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 If you want to hear it. Wow. Is that the key? That's you put it on the thing? Right. Number one. Hey, let me make a shot. Open the door. Huh? Open the door. Huh? Open the door. Open the door. Huh? Han, you get to keep your gift or take an unlocked gift. Because I'm number one. Yeah, because you're number one. So you get to take an unlocked gift. The only thing that's locked is the heater. Heater? No, in this. Keep up lying. No one here is whining about me, so it doesn't make sense. Uh-oh.